Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ: đã đến giờ Con Người được tôn vinh. Quả thật, Thầy nói với các con, nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không chết đi thì chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó chết đi thì sẽ sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự Thầy hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu thì người phụng sự Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Thầy, Cha sẽ tôn vinh người ấy. Bây giờ tâm hồn Thầy xao xuyến và biết nói gì. Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Lạy Cha, xin hãy tôn vinh danh Cha. Lúc đó từ trời có tiếng phán rằng: Ta đã tôn vinh danh Ta, và Ta còn tôn vinh danh Ta nữa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa anh chị em, chúng ta vừa nghe ba bài đọc lời Chúa, đặc biệt trong thánh lễ cầu nguyện cho người cha kính yêu của giáo phận Nha Trang chúng ta, Đức Giám mục Marcelo Pique Lợi. Ngài đã rời xa chúng ta 56 năm rồi, nhưng qua lời Chúa, qua những dấu ấn Ngài đã thực hiện, qua những hoa quả thiêng liêng mà Chúa đã cho trổ sinh, chúng ta càng nghiệm ra Ngài chính là hạt lúa mì Chúa đã gieo vào vùng đất Nha Trang chúng ta. Ngài đã mang thân phận như ông Gióp năm xưa mà bài đọc thứ nhất đã kể lại, một người phàm, một người rất bình dị, một người nhiệt thành trong mọi công việc, một người chăm sóc không những về mặt thiêng liêng mà ngay cả về đời sống, về việc an sinh của dân chúng. Ngài còn là vị tông đồ như Thánh Phaolô, đi hết các vùng nơi này nơi kia. Có thể nói miền đất của giáo phận Nha Trang chúng ta ngày hôm nay không có nơi nào không mang vết chân và lời cầu nguyện của Ngài, đặc biệt vùng Ninh Thuận, từ Hội Diêm cho đến Cà Đú Thánh Điền, và nay là Ngọc Thủy, ngay là Thủy Lợi, Gò Thao, Gò Đền, Gò Sạn, Tân Hội, Phước Thiện, Phước An, vân vân. Nơi nào cũng mang vết chân tông đồ của Ngài. Và trong hết mọi sự, Ngài đã thực hiện tất cả những điều đó để làm gì? Bởi vì Ngài muốn theo chân Đức Giêsu Kitô, là người học trò môn đệ của Đức Giêsu, là người tông đồ của Hội Thánh, là người mục tử của đoàn chiên. Và niềm hạnh phúc của Ngài là được trở nên như hạt lúa mì rơi vào vùng đất Nha Trang này, để rồi Chúa chúc phúc lành cho trổ sinh những hoa trái thật là tuyệt vời.
Thật vậy, kính thưa anh chị em, Ngài đã rời xa chúng ta lâu rồi, nhưng hình ảnh và sự nghiệp tông đồ của Ngài vẫn còn mãi, và chúng ta, những thế hệ sau này, nỗ lực không những hưởng thụ được mà còn phải phát huy. Ngài là người học trò của Chúa, ngay từ lúc còn tấm bé đã học biết Chúa, đã yêu mến Chúa, đã có Chúa trong tâm hồn và lời nói của mình. Và tìm hiểu, chúng ta có thể nói thêm cái bí quyết chính là Ngài yêu mến mẹ Maria. Ngay từ lúc còn bé, mẹ Maria như là người thầy của Ngài, không những yêu thương, hướng dẫn, đồng hành, mà còn làm chứng cho Ngài. Để rồi người môn đệ của Chúa là phải biết lắng nghe, không những lắng nghe lời Chúa mà còn lắng nghe biết bao nhiêu tiếng nói của những người trong giáo hội, ngoài giáo hội, tiếng nói của vũ trụ, của vạn vật. Con người biết lắng nghe là con người hết sức bình tĩnh và khôn ngoan. Ngài đã học được rất nhiều từ mẹ Maria, và lắng nghe không phải chỉ để tích lũy như một kho tàng cho mình. Ngài suy đi nghĩ lại, đó là nhờ đời sống cầu nguyện, đời sống kết hợp với Chúa, đời sống luôn luôn đặt mình dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần. Bởi vì con người cầu nguyện là con người nhuần nhuyễn lại điều mình đã lắng nghe, đã học hỏi. Và điều hết sức kỳ diệu là học hỏi về Chúa, về Đức Giêsu Kitô. Cho nên Ngài đã gặp được cái kho tàng ngay từ thời còn tấm bé. Mà chính vì thế, trong con người của Ngài có Đức Giêsu Kitô, Ngài có thể lúc bây giờ chưa khám phá ra hết, nhưng mà rồi sau này trong đời sống tông đồ, đời sống của người mục tử, chúng ta thấy rõ Ngài sống như Thánh Phaolô: tôi sống nhưng không phải là tôi, mà là Đức Giêsu Kitô sống trong tôi. Có thể nói điều Ngài đã gặp gỡ, lắng nghe và truyền đạt, Ngài có thể thực hiện điều tôi nói nhưng không phải là tôi, mà là Đức Giêsu Kitô sống nói trong tôi. Ngài thật sự như vị tông đồ dân ngoại: tôi biết tôi đã tin vào ai. Và rồi chính vì thế, Ngài đã dấn thân trở nên chúng sinh truyền giáo, làm linh mục năm 24 tuổi và được sai đến phục vụ tại vùng đất Quy Nhơn. Mà Quy Nhơn năm xưa chúng ta thấy từ Nam Hải Vân cho đến Cà Ná. Nơi đó Ngài làm việc mục vụ, Ngài làm giám đốc đài chúng viện, đào tạo các linh mục, rồi trở thành giám mục, người học trò của Chúa, người tông đồ của Chúa, đi khắp mọi miền, gặp rất nhiều hàng người khác nhau, nhưng luôn luôn nói về Chúa, truyền đạt cái sứ điệp của tin mừng. Và đặc biệt khi làm giám mục, Ngài thực sự là vị mục tử nhân lành, vị mục tử không những xây dựng nhà Chúa một cách vững bền khi đặt tòa
tông đồ Nha Trang ở nhà thờ núi. Nơi đó Đức Giêsu Kitô vua chính là nền tảng, và mẹ Maria vô nhiễm là người mẹ, là người thầy, là vị đồng hành tuyệt vời. Sự ngài thiết lập Tiểu Trung Viện sau biển, hồi dòng khiết tâm Đức Mẹ, ngài đón nhận hồi dòng Mến Thánh Giá, nay là Mến Thánh Giá Nha Trang. Ngài thiết lập dòng kính Các Men Nha Trang. Ngài giúp thăng tiến dòng Du Xe, nay là dòng Ngôi Lời. Ngài đón tiếp bao nhiêu nhân tài cho giáo phận của chúng ta. Ngài quan tâm rất nhiều đến công việc đào tạo nhân sự, hiền lành với mọi người, nhân hậu với mọi người, lòng bác ái cách riêng với người nghèo, với những người ở vùng sâu, vùng xa. Đọc lại lịch sử của ngài, có lẽ chúng ta sẽ hết sức là ngạc nhiên khi ở Hội Diêm, ngài có một chiếc xe ô tô hết sức là cũ kỹ, mà từ đó không phải chỉ đi làm công việc mục vụ mà thôi, mà còn chở người bệnh vào cấp cứu ở bệnh viện. Và thậm chí có một phụ nữ sắp sinh không có thể nào di chuyển được, ngài lấy cái ô tô của mình để cho người ta chở người phụ nữ đó vào bệnh viện sinh con. Điều không thể tưởng tượng được. Và rồi khi có những người di dân không có những phương tiện, ngài kiếm những chiếc xe bò, đặt mấy người trên chiếc xe bò để bảo đi đến cái vùng rừng lai tầm chưởng, nay là Phước Thiện, Phước An. Chúng ta có thể nói rất nhiều về ngài, người mục tử nhân lành. Và trên hết, ngài chính là hạt lúa mì gieo vào lòng đất này. Hạt lúa mì như bài phúc âm chính là hình ảnh của Đức Giêsu Kitô. Đức Giêsu Kitô trong mầu nhiệm cứu thế, ngài đã tự ví mình như hạt lúa mì rơi vào lòng đất, mục nát đi để trổ sinh bông hạt. Đức cha Marcelo của chúng ta như hạt giống Chúa đã gieo vào vùng đất, nay là giáo phận chúng ta, để trở nên thật sự những hoa trái thiêng liêng tuyệt vời. Và trước khi chấm dứt chia sẻ hôm nay, tôi xin phép được nói một cái kỷ niệm mà không thể nào tôi tưởng tượng được. Cách đây 56 năm, lúc đó tôi đang là một chủng sinh triết học ở Đài Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn, mà nhà quê ở Đà Lạt. Đức cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền, ngài được Hội đồng Giáo mục lúc bây giờ ủy nhiệm thăm viếng và chủ sự lễ an táng Đức cha Marcelo vào ngày 18 tháng 7 1966. Lúc đó tôi được chuẩn bị để đi du học ở Thụy Sĩ, thì tình cờ Đức cha Simon Hòa gọi tôi và nói rằng: "Con đi Nha Trang với cha." Tôi không hiểu đi để làm cái gì, nhưng âm thầm lắng nghe và vâng phục, tôi đồng hành đi bên ngài. Đức cha Simon Hòa dẫn tôi đến tòa giáo mục Nha Trang kính viếng Đức cha Marcelo. Rồi dự lễ an táng của ngài tại nhà thờ núi, thấy rõ ngài ở trong ngôi nhà thờ, và được mộ của ngài bên
sườn núi của nhà thờ chánh tòa. Tôi lại được đến tiểu trung viện sau biển, dòng Lhasa. Một điều kỳ lạ, một đài chúng sinh lớn hơn tôi đón tiếp tôi, hướng dẫn tôi và chỉ vẽ cho tôi. Người đài chúng sinh đó chính là Phêrô Nguyễn Văn Nho, sau này là đức cha Phêrô của chúng ta. Một vài chi tiết như thế để thấy cái con đường của Chúa nhiệm màu quá sức, mình không thể nào hiểu nổi. Nhưng nếu mình là người môn đệ, biết lắng nghe, biết để cho thánh thần soi sáng, và có Chúa trong tâm hồn và đời sống, lời nói của mình, thì mình mới có thể đem Chúa đến với mọi người. Và chính đức cha Marcelo kính yêu của chúng ta, bằng đời sống tông đồ mục vụ, Ngài luôn luôn trong mọi sự để cho Thiên Chúa được hết lòng yêu mến. Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con người cha vì mục tử nhân lành như thế. Amen.